Xin chào anh em ơi, lâu lâu mình lại đi quán chài giải trí và kiếm bữa về để làm bữa cá rán anh em nhá. Rồi, mình lại ra các cái khu vực quen thuộc mà mình hay đi quăng đây. Đấy, Quảng Phát đầu tiên này. Ui giời, ui anh em, nhiều cá chưa? Đây, anh em nhìn thấy chưa? Ui, tầm khoảng 5-6 tên rô phi to này, cộng thêm vài tên dọn bể đây anh em. Đấy, phát đầu tiên như thế này là hôm nay là có cá ăn rồi anh em ạ, rất là khả quan rồi. Rồi đây mình gỡ ra rất là nhiều đây anh em, được khoảng chục con cá rô phi và khoảng 4-5 con cá dọn bể đây anh em. Đây phát thứ hai mình chuyển qua cái chỗ này đây anh em, mình thấy là rất là nhiều cá đây, bắt đầu mình quăng nhá. Đấy, ui giời, ui anh em ạ. Ui dồi ôi, sóng luôn anh em. Ui dồi ôi. Phát này phải đến 20 con cá đây anh em. Ui, cá sặc này, cá rô phi to nhiều dã man luôn anh em. Ui dồi, nhiều thế này. Ui, con này hỡ thì nhiều dã man luôn. Đấy, nhìn thấy nhiều chưa? Rồi quăng phát nữa về đây anh em. Quăng nhá. Ui, này không thấy quẫy mấy, xem là được nhiều không. Ở đây anh em cũng được khá khá đây anh em này. Đây cái chỗ này mình quăng mình gỡ ra được khoảng tầm 5 tên cá rô phi đây anh em, thì rơi mất một tên xuống dưới mương rồi anh em. Đấy, được khoảng 5 tên rô phi to mới lại vài con cá sặc nhỏ đây anh em. Đấy, còn cái đống mà lúc nãy mình quăng lên đây anh em. Rồi ui dồi, anh em nhìn thấy nhiều chưa? Ui dồi ôi, chỗ này hơn cân cá chỗ này anh em, nhìn trong video như này thôi nhưng mà thực tế nó cá rất là to anh em. Đây, khoảng hơn 20 con cá sặc như này với lại chục con cá rô phi đây anh em, chúng mánh rồi thì về thôi anh em. Đấy nha, về mình đổ ra chậu đây anh em. Đấy, cũng nấp kín đáy chậu đây anh em. Chỗ này được khoảng 3-4 cân, như này nó đã ăn được khoảng 2-3 ngày rồi anh em, ăn thoải mái cá rồi. Ok nha anh em.